ném 3 điểm của D'Angelo, rất nhiều những tình huống ném 3 điểm thành công đến từ D'Angelo. Tiếp theo của Đinh Thanh Tâm. Chỉ có thể Đinh Thanh Tâm mới có những tình huống ném đầy lạnh lùng với như vậy. Một tình huống block machine đã lên tiếng. Đó là một tình huống thất bại của Thăng Long Warriors. Tuy nhiên thì đã không qua được cánh tay của D'Angelo Hamilton. Tình người có 6 điểm. Một pha block từ đằng sau. Có 7 người thủ của Thăng Long Warriors không tốt điều đó. Tuyệt vời, phải nói là một tình huống bơ Peter. Có những khán giả, những fan hâm mộ và nó là mộng mơ nhất của Thăng Long Warriors cũng không tin được là Hồng Tân có điểm trong tình huống vừa rồi. Tuyệt vời trong những tình huống kỹ điểm và đó là một tình huống khởi đầu hiệp thi đấu thứ hai vô cùng tuyệt vời. Sự hiểm trợ vẫn qua được người đến từ phía của Tân Đạt đến rổ nhưng dính một tình huống block của người Anh. D'Angelo Hamilton được chuyền nắm đất lên rổ đến từ vâng vừa rồi quá nhanh và lên rổ hỗ trợ đến từ Hoàng Tú của Hồng Gia Lân. Step back đến từ Hồng Gia Lân chưa thể có điểm nhưng đó là một putback, một putback từ dưới đất chui lên của Jack Cherry Amon. Tình huống Thanh Tâm chưa xuất hiện nhiều hiệp thi đấu thứ hai này và đó là sự xuất hiện mà tôi vừa nói tới. Em phải hai người Đinh Thành Sang có một cú ném ba bóng đi vào rổ để cho Đinh Thành Sang một cú ném quan trọng và vô cùng quan trọng. Thêm ba điểm đến từ Jack Amon lại là một khởi đầu tuyệt đẹp của thầy ngài sầu Tân Tâm Đình. Lên rổ, cú áp lực dẫu vậy lại làm pha lên rổ đầy cảm giác của đội trưởng Lê Thành. Hồng Gia Lân, một pha block, đó có thể coi là pha block dễ nhất trong đời cầu thủ của D'Angelo Hamilton. Như bây giờ, chúng ta biết chỉ còn biết có 3 điểm mà thôi. Vừa rồi là một cú 3 điểm của D'Angelo Hamilton. Cả hai đội, D'Angelo Hamilton chưa thể qua được một pha block, chọn bóng, chọn cảnh, trái bóng không có những người sau pha block vừa rồi. D'Angelo Hamilton được chuyển ra cú ném 3 điểm của Nguyễn Phú Hoàng. Bóng chưa đi vào rổ cho Nguyễn Phú Hoàng nhưng một mình D'Angelo Hamilton trong vòng vây. Và đây là cú đặt rổ của D'Angelo Hamilton. Một ánh mắt đưa ra khi mà thấy D'Angelo Hamilton đã đi ra khỏi khu vực 3 giây. Hoàng Gia không thể thực hiện đường chuyền và bóng đã trở về với Thăng Long Warriors. Đây là Hồng Gia Lân. Một tình huống chuyền behind the back rất tuyệt vời và đầy cảm giác của Hồng Gia Lân. Hồng Gia Lân như có mắt ở đằng sau lưng vậy. Đây chắc chắn sẽ là một trong những tình huống đẹp nhất tại VB lần này. Rất xinh đẹp. Điểm trợ có sự lộn xộn. Hồng Gia Lân vẫn còn bóng. Lên rổ đến từ Hồng Gia Lân. Bóng đi vào rổ cho Hồng Gia Lân. Vâng, chúng ta còn thấy rằng các cầu thủ Thăng Long Warriors họ đã hay rồi còn may nữa thì làm sao các cầu thủ Thăng có thể chống đỡ được đây. Qua được tính từ Hồng Gia Lân, một pha block. Tôi đâu mà là họ không biết cũng không có sự quan sát. Họ vừa cửa cho các cầu thủ Thăng Long Warriors rất dễ dàng sau những từ 3 giây. Trận này là một trận đặc biệt. Một thứ 3 điểm của Đinh Thanh Tâm. Và đó là tình huống để san bằng kinh nghiệm 77 đều. Đó mới là Tâm Đình mà tôi biết thì quý vị và các bạn. Tâm Đình lạnh lùng, phòng kịp cô vậy. Ông Gia Lân lên rổ một phao lắm đến 89. Hoàng Gia đợt tấn công cho Cần Thơ Campin. Đinh Thanh Tâm tiếp tục có 3 điểm cho Cần Thơ. Đó là Tâm Đình mà chúng ta biết. 15 điểm, thu hoạch 3 điểm của Tâm Đình. Đã 17-17, quá tuyệt vời. Rất khỏe đến từ Tâm Đình, được chuyển ra Sàng Đình. 3 điểm, bóng đi vào rổ của Sàng Đình. 2 pha 3 điểm ở góc khung độ đó. 83-77. Thời gian đang dần dần trôi đi, các cầu thủ Thăng Long Warriors cần phải nhanh lên. Chuyển tốt của Thành Đạt và không có điểm cho hướng uống. Chúng tôi sao đã có Jack Armand.